Vậy chắc là điện thoại của thằng Ken nó cháy một bữa rồi. Làm xe xe 7.000 chế thời gian tầm từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, nhiều khi kéo ra tới 4 tiếng à. Khá lâu. Bất kỳ làm một cái baga cho xe gì cũng vậy à, tại vì tiêu chí của shop là phải chắc chắn, đẹp, an toàn, cho nên hả cái thời gian làm baga nó nhiều công đoạn lắm, cho nên họ mất thời gian khá lâu, không có đơn giản như anh em nghĩ đâu nha. Chỉ việc cắt hàng nó nhiều khâu, phải tính lực nữa, cho nên hả không có có dễ, không có nhanh được đâu ạ. Đang chỉnh lại thêm cho nó lực, cho nó mạnh. Đây, shop phụ kiện moto.com, phụ kiện phường có mũ, mũ bảo hiểm 3/4, mũ bảo hiểm phun phay, ba ga, thùng xe, thùng xe máy, găng tay, giáp, áo mưa bộ nữa nha, tưới, tưới chất đường xanh. Cái gì anh em à, quý ủng hộ shop. Cảm ơn rất nhiều ạ.